Con mẹ tí bên này không? Vậy là mình để tết rồi, mình nghĩ sao vậy? Đây là tết rồi. Mấy ca 2 giờ đây là gì? Cái này cái len này gọi là len gì anh? Hồ điểm dày. Tôi không có làm gì len. Thì tôi thử coi tôi chọn nè. Một giờ là nhiêu? Con ra cái tết. Đang gọi điểm rất là điểm. Bông nỉ cũng đủ mèo không bè? Gì dân tu quá. Đây là hoa bông nỉ. Chú Liên, cái bông này là bao nhiêu chú Liên? Dễ làm ý. Mở là cái tên gì chứ? Tên gì là quần. Cây sống đầu không? Không, sống đầu cây này. Còn cái cây thì bỏ xuống ở phòng. Cái này là cây sống đầu. Con mèo ấy. Mình hỏi cái tên nó gì chứ. Cái mọc cũng dễ mọc lắm. Còn đây dính màu hồng không? Đây là hoa gì chú Liên? Cái gì để nó cái tên gì là quất gì? Đủ nguyên á, đây bông đủ nguyên. Cái hồ điệp kìa. Cái hồ điệp đâu chị? Đây. Nó cái bông bụt của mẹ phạt rào, giờ mình nhổ mình chụp mình nấu tới nó hỏi là 200 ngàn một cây. Có bán không nó đào lên mà giờ mấy sống nó đào lên dùm đầu đi đốt hết đầu. Đã vậy. Thì làm hàng rào đó, mấy chú với cái đường gần nhà con đó. Bông trang, cái gì cũng phải bước gần cẩu chứ đâu phải. Đâu phải đào bên tiên, người ta chở gì ta chắc cái nhà cho